quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về môn thể thao vua. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và chuông thông báo để cùng chúng tôi sống trong nhịp đập của môn thể thao vua nhé. Tiết lộ đội hình mạnh nhất của Việt Nam đấu Malaysia, nhân tố X xuất hiện. Sau hai lượt trận đầu tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của vòng loại World Cup 2022. Không chỉ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giữ được đẳng cấp, Thái Lan và Indonesia cũng thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với hồi AFF Cup cách đây nửa năm. Malaysia cũng vậy, vẫn là huấn luyện viên Tan Chang Hoa trên băng ghế chỉ đạo, nhưng lối chơi tấn công của đội bóng áo vàng đã trở nên sắc sảo và chứa đầy sự nguy hiểm. Với 17 ngày rèn quân, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam phải mạnh mẽ và có tính áp đặt hơn khi mà hiện tại chúng ta đang thi đấu quá chắc chắn và đơn điệu. Ở khung gỗ khó có ai qua mặt được Văn Lâm, thủ thành Việt Kiều vẫn đang chơi ổn định trong màu áo Moang Thong United. Việc Philip Nguyễn chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch, phần nào đó giúp Văn Lâm chưa có đối trọng thực sự lúc này. Rất khó để ông Park xoay sang một sơ đồ khác ngoài ba hậu vệ, vì vậy không cần dự đoán nhiều nếu bộ ba Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng lành lặn sẽ là những chốt chặn trước mặt Văn Lâm. Bộ ba này có khả năng phát động tốt từ tuyến dưới nên có thể bình tĩnh xử lý bóng trước những đội bóng chơi áp sát tầm cao. Ở hai biên sẽ không khó đoán, Trọng Hoàng và Văn Hậu thuộc hai thế hệ cầu thủ khác nhau nhưng sở hữu điểm chung là nền tảng thể lực tuyệt vời cùng với khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi. Trong khi Văn Thanh, Văn Kiên hay Hồng Duy vẫn thiếu một chút gì đó về độ nhiệt thì Trọng Hoàng và Văn Hậu chưa bao giờ thiếu đi sự máu lửa trong các pha tranh chấp tay đôi. Ở tuyến giữa, đã lâu rồi người hâm mộ mới có thể mỉm cười khi thấy Tuấn Anh trở lại mạnh mẽ như vậy. Mà trình diễn của anh trước Thái Lan xứng đáng nhận điểm 10. Anh và Hùng Dũng đã chơi quá xuất sắc khi phải chống chọi với 4 cầu thủ mà Thái Lan bố trí ở khu vực giữa sân. Từ chọn vị trí, thoát pressing đến chia bài đều rất ổn. Tuấn Anh được đánh giá cao nhất là khả năng ra quyết định mang lại lợi thế cho đội nhà trong mỗi thời điểm của trận đấu. Ở phía trên, Quang Hải chắc một suất chính thức khi là con bài không thể thay thế của ông Park. Đá lệch phải nhưng Quang Hải sẽ thường xuyên bó vào giữa để hỗ trợ Tuấn Anh, Hùng Dũng cho nhiệm vụ làm bóng. Cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công sẽ có sự thay đổi lớn. Tiến Linh không được triệu tập mà thay vào đó là Mạc Hồng Quân. Việc anh Đức đã chậm chạp nặng nề hơn ở cái tuổi 34 thì suất đá chính sẽ là sự cạnh tranh giữa Hồng Quân và Hà Minh Tuấn. Khá đáng tiếc khi người hâm mộ chưa được theo dõi Minh Tuấn ở lần tập trung trước vì chấn thương, nhưng ông Park rất hài lòng về cầu học trò đang chơi cho Quảng Nam. Minh Tuấn có tất cả điều kiện của một tiền đạo cắm, đó là thể hình, sức căng lướt và đôi chân khéo léo. Anh có thể hoạt động độc lập tốt trong khoảng không gian hẹp với nhiều hậu vệ xung quanh vây giáp. Mà Hồng Quân cũng sở hữu những phẩm chất tương tự nhưng toàn diện hơn bởi việc xuất thân từ hàng tiền vệ nên nhãn quan của cầu thủ này rất nhạy bén. Nếu ưu tiên một cầu thủ làm tường, hoạt động sâu trong vòng cấm thì ông Park nên chọn Minh Tuấn. Còn mà Hồng Quân sẽ là giải pháp cho một cách chơi mới mà ông Park có thể tạo dựng. Ngôi sao Việt Kiều sẽ là điểm kết nối hỗ trợ khả năng lên bóng của tuyến dưới, đồng thời thu hút tạo khoảng trống cho những cầu thủ ở cánh xâm nhập vào vòng cấm đối thủ. Cánh trái sẽ rất đầu đầu với ông Park. Nếu Văn Đức không chấn thương, ông thầy người Hàn Quốc sẽ không ngần ngại điền tên anh vào danh sách đá chính. Tuy nhiên giờ đây ông chỉ còn Văn Toàn và Công Phượng chơi tốt ở vị trí này. Công Phượng không được thi đấu nhiều ở St. Truiden, trong khi Văn Toàn thường tốt hơn khi được xếp đá tự do trên hàng công. Do việc Công Phượng ít ra sân ở màu áo câu lạc bộ sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cảm giác bóng, vì vậy mà ông Park nhiều khả năng sẽ trao niềm tin cho Văn Toàn. Vừa rồi là 11 cầu thủ tốt nhất do chúng tôi bình chọn. Thời gian từ nay đến ngày diễn ra trận đấu với Malaysia còn rất dài, nhưng căn cứ theo cách tính toán lựa chọn nhân sự mà ông Park đã làm suốt 2 năm qua tại Việt Nam sẽ không có nhiều sự thay đổi mang tính đột phá trong các trận đấu mang tính sống còn ở các giải đấu quan trọng mà đội tuyển Việt Nam tham dự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè của mình cùng được sống trong nhịp đập của môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Bóng Đá 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!